Chương trình Đối thoại tâm linh và Phạm Anh Trâm xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình Đối thoại tâm linh do Hội Từ Bi Phụng Sự chủ trương dưới sự hướng dẫn của Thầy Hành Trường. Kính giới thiệu quý vị Thầy Hành Trường ạ. Thưa Thầy và thưa quý vị, chương trình hôm nay mới bắt đầu với cái chủ đề là 5 câu hỏi, 5 câu thường hỏi. Thì thưa Thầy, con không biết 5 câu này thường hỏi là hỏi cái gì mà hỏi lúc nào thưa Thầy. Tại sao nó quan trọng nữa vì Thầy đem Thầy giảng một cái... Tại vì đấy là cái 5 câu mà thường hỏi này đấy, tại ra nó là cái cốt tủy mà tạo dựng lên cái kinh Hoa Nghiêm, cái flow, tức là cái mạch văn của kinh Hoa Nghiêm là dựa vào 5 cái câu thường hỏi này. Nhưng mà nhìn cách khác thôi. Thì 5 câu thường hỏi này đấy, để mình có một cái thời gian mình nói chuyện với nhau đó. Thì câu hỏi đầu tiên của Thầy đấy, Thầy đổ chị ra khi mà chị gặp một cái người mới tới không hề gặp biết như nào, thì cái chuyện gì chị hỏi cái gì đầu tiên cả? Thì con phải giới thiệu con là ai, tên con gì, con hỏi bác tên là ai. Dạ. Chị tên gì thì chị hỏi người ta không? Dạ có, thì mình giới thiệu, tức là mình cách để mình hỏi tên người ta đó. Đấy, tức là chị hỏi người ta tên gì. Dạ. Chị không bao giờ mà không phải, mà bây giờ đó, người văn minh hơn, người ta đưa chị cái card đúng không? Ừ. Cái card gọi là card business. Mà busy mà chị đưa chị là đây này, là tôi như vậy này. Đó. Thì tại ra cái tên của mình là cái chuyện quan trọng, nhất mình phải hỏi người ta tên. Ừ. Mỗi người phải đi hỏi người ta tên. Ừ. Thì đó là một cái chuyện đó mà đối với kinh Hoa Nghiêm thì chắc là các tổ sư cũng như các người tu hành, người ta thấy cái chuyện đó là quan trọng nhất, cái tên. Thì đối chị trong Phật giáo đó, nếu mà hỏi cái tên ấy, tức là hỏi cái gì? Pháp danh. À hay, mà pháp danh nghĩa là gì? Con đâu biết đâu. thì đấy đấy, đối trong nhà Phật đó, thì khi mà mình chỉ bước vào tu đó, cái chuyện đầu tiên cả là mình phải lạy ai? Lạy Phật. Ừ. Chứ đâu phải lạy cái tượng đó. Thì mình lạy Đức Quảng Thân Bồ Tát nè, Đức Văn Thù nè, mình lạy Đức Địa Tạng Bồ Tát nè, mình lạy. Cho nên khi mình chỉ vào trong chùa đó, thì cái chuyện chỉ thấy rất nhiều cái vị Phật Bồ Tát, đúng không? Ừ. Thì chỉ vô chỉ chọn và hỏi, ô là ai vậy? Thầy mới mua cuốn sách mà nói về tất cả các vị thánh ở trong cái nhà thờ. Tại vì thầy quay cái Olympic thì thầy thấy là cái nhà thờ mà gọi là cái nhà thờ Đức Bà đó, ở phía trước nó có 12 vị thánh. Thì thầy không biết tên vị thánh đó là gì vậy? Họ làm cái gì vậy? Thế nên thầy phải mua cuốn sách để mà đọc biết tên của nó. Ừ. Thì tại ra thưa các bác đó, cái tên là quan trọng, là đối với cái người tu đó, cái tên của một vị thánh, tên của vị Bồ Tát, tên vị Phật đó là khởi lên cái lòng tin cho mình. Cho nên là kinh Hoa Nghiêm dài khái lắm. Ồ, hỏi tên là gì đấy? Thì tức là đó, hỏi qua cái vị Phật đó người ta đại diện cho cái chuyện gì. Ừ. Mình đó, trong tên mình thì nhiều khi đó, thầy thấy đó, bạn của thầy có bạn thầy là tên là Nguyễn Văn Nửa. Nửa. Tại vì anh của nó là tên còn, Nguyễn Văn Còn. Cho nên đó, còn nữa, tại vì là còn mấy đứa con tiếp nữa. Ừ. Thành ra là cái tên này nó không có ý nghĩa lắm. Nhưng mà đối với trong nhà Phật đó, thì cái tên này nói lên đó, là cái đức hạnh, cái đạo đức và cái đặc tánh của cái người mà mình lại. Thí dụ Quán Thế Âm. Quán có nghĩa là lắng nghe, là lắng nhìn hoặc là nghe, lắng nghe. Thế Âm tức là cái âm thanh của thế giới, tức là cái lời buồn, lời khổ, lời vui, lời tức, lời bất kỳ cái lời gì đó. Ừ. Cho nên Quán Thế Âm là cái gì? Dạy mình làm sao mình lắng nghe. Thì nếu như vậy thì khi mình nhìn cái tượng đó, thì tại ra đó, kinh Hoa Nghiêm dạy mình là khởi cái lòng tin. Khởi cái lòng tin, cho nên đó, mình không hiểu tại sao kinh Hoa Nghiêm đầu tiên nói là vừa bước vào tu thì tu thập tín. Mà mình hiểu thập tín là cái gì vậy? Thì tại ra thập tín là mình nhìn vào cái tên để mình hiểu ra là cái đức hạnh làm sao mình tu. Cho nên khi mình hỏi tên là gì, thì tức là trong nhà Phật đó, mình gọi là mình đi vào cái pháp gọi là tín. Tín. Là mình tin vào cái đức hạnh nằm sau cái tên, ở sau đại biểu bởi cái tên, phía sau cái tên mình. Nhưng mà thưa Thầy, sao mình không nói mình tin vào Đức Phật, tin vào Đức Quan Thế Âm, mà mình phải nói tin vào cái hạnh không thôi? Nghĩa là sao thưa Thầy? Tin vào đức hạnh và công đức. Tại sao mình phải phân biệt như vậy? Tại vì đấy,
đối với cái nguyên thủy Phật giáo đó, thì là có những cái vị đó đó là họ nhiều khi không có những cái đặc tính tượng trưng như là sau này đại thừa Phật giáo đó, thì họ dùng rất nhiều cái tên mà nó có tính chất tượng trưng. Thí dụ như có trong kinh Vạn Phật đó, mỗi cái vị Phật là một cái tên tượng trưng cho một cái đức hạnh gì đó. Thí dụ như là Nam Mô Thanh Tịnh Đức Vương, tức là cái đức mà thanh tịnh để cho mình nhìn và mình đọc cái tên đó thì mình nhớ mình phải nên thanh tịnh, đại khái như vậy đó. Thì cái câu hỏi là sự thật có cái vị đó hay không đó, thì trong 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 đại thừa Phật giáo đó thì có những vị như thế, nhưng mà có những vị có thể là họ ám chỉ cái tên cái đức hạnh đó mà thôi. Cho nên ý Phật nói rằng đó, cái tên đó là cái mà chấp nhất nhất, lực lực cái bên ngoài, cái bên ngoài là cái chấp nhất, cho nên mình phải tin vào cái đức hạnh bên trong. Và nhiều khi cái tên đó, trong nhà Phật dùng để mà mình thấy cái đức hạnh, thì đừng có kẹt vào trong cái tên tuổi. Cho nên khi mình gặp người nào đó thì thường thường mình nói ô tên gì vậy, nhưng mà mình đâu có ngờ đâu đó, tại ra mình hỏi tên rồi thì tại ra mình cũng chấp vào cái tên, chấp vào cái danh. Cho nên cái tên đó, tên là... sao dở quá, tên không hay, ôi hay tên hay quá, tên đẹp quá, bẩm thầy. Thì có những cái tên ta người khen lên đó thầy, đây là thầy gọi là chấp danh, tại cái tên là danh mà. Nhưng mà nếu mình không hiểu đó thì là mình đi vào con đường ngược lại, là mình chấp danh. Trong lúc đó nhà Phật đó thì không dạy mình chấp danh, mà là mình phát khởi cái lòng tin vào cái đức hạnh phía trong cái tên đó. Đây, cho nên trong năm câu thường hỏi thì câu đầu tiên là mình hỏi là cái tên đó, thì bây giờ làm sao mà tu. Tức là nếu mà thầy gặp một người nào đó đó, bất kỳ họ nói cái tên gì như thế nào đó, mặc kệ, hãy tìm và lắng nghe cái đức hạnh của người đó. Chứ thầy hay không? Chứ còn không là mình nghe cái tên đó mà mình không còn không có ngắm được, hiểu được, thấm sâu vào trong cái đức hạnh của người đó, thì tức là mình là người đời rồi. Nhưng mà nếu mà mình nghe cái tên người ta đó, bây giờ mình thâm nhập vào trong cái chuyện cái công đức hay là cái đức hạnh nói chúng là mình cải đó, mình gọi là cái đẹp, cái vẻ đẹp mà phía sau cái tên người kia. Bây giờ thầy vẽ cái hình này là gì, lập tức hiểu liền cái người như vậy cái gì. Thì thường thường là mình có cái này, cái phần này đó, thì mình gọi là cái tên của mình, giống như cái mặt vậy đó, tên đó. Mình gọi là cái bản mặt của mình đó. Thành ra khi mình hỏi tên gì đó thì mình đừng có quên rằng đó, là mình muốn đó, nhìn xuyên qua cái bản mặt mà tới được cái chỗ mà con tim này, tức là cái đức hạnh. Đức hạnh mình thấy được cái tánh đẹp, cái tánh đẹp của cái người mà mình đang nói chuyện. Chứ còn những cái gì mà của cái bản mặt cái này cái nọ thì mình mặc kệ, đừng có bị kẹt. Đấy, đó là cách tu. Tại sao đó, khi mà mình hỏi tên gì đó thì thường thường mình ngưng lại ở chỗ đó, mình không có nhìn xuyên qua cái tên. Thầy kể câu chuyện cho nghe về cái tên. Thì thầy nhớ khi mà thầy đi vào check trong một cái hotel đó, thì qua cái check thì là có cái cô đó, cô nói tên tôi là Sophie. Thì thầy nói dạ, thầy cũng không để ý. Thì cô tàu có nói thêm, Sophie đấy có nghĩa là viên ngọc, jewel, viên ngọc đẹp. Thầy mới nhìn lại, cảm ơn, cô giải thích cho tôi cái tên Sophie là viên ngọc đẹp. Thì thầy tưởng đó xong rồi, thì cô ta còn nói nữa, nhưng mà tôi có nhiều cái đau khổ lắm. Rồi, thầy nghe như vậy rồi đó là thầy ngừng lại một cái. Thầy không còn chỉ nghe cái tên thôi, mà thầy bắt đầu lắng nghe cái chuyện nỗi lòng của cô. Thì trong lúc mà đi bộ, đi từ đi cái hành lang đi đó, thì cô Sophie này cô nói, tôi nói như vậy thôi, tại vì tôi mới xong cái divorce ngày hôm kia. Thì đương nhiên là cái chuyện này nọ, nhưng mà cô ta có chích choa cho rồi đó. Nhưng mà trong lòng thầy thì này, đúng rồi, tại ra đó, là nhiều khi mình chỉ nghe cái tên thôi đó, mà mình nghe cái bề ngoài thôi, mình không biết được cái nỗi lòng người ta. Cho nên đấy, cái chuyện đầu tiên khi mình gặp một người lạ đó, mình hỏi cái tên người ta xong rồi đó, thì nhiều khi mình nên lặng lòng lại, nhiều khi mình có thể để cái lỗ tai để mình nghe người ta nói cái gì bên sau cái tên. Đó là cách mình tu, và mình đừng có chấp vào cái bản mặt của mình. Tại vì nhiều khi là mình chấp vào cái bản mặt mình quá. Có nhiều người đó, thì các bạn có biết là thầy cho quy y, thầy xin cái tên đàng hoàng rồi đó, xong rồi là nói với thầy đổi tên mình, con cái tên này nghe xấu quá. Cũng chấp cái tên dữ lắm. Rồi có nhiều người nói, thầy
cho con xài cái tên pháp danh cũ được không? Tôi hỏi tại sao vậy? Cái pháp danh cũ nghe hay hơn. Nó cũng phải có cái lý do gì chứ thầy. Không, nghe hay hơn. Chứ còn cái pháp danh mới nhiều khi nó trúng quá, trúng cái tím đen người ta sợ. cũng như vậy trong trường hợp đó thì thầy giải quyết làm sao? Thầy đâu có giải quyết gì được, tại vì cái chấp vào cái tên mà. Cho nên là đó là cái câu hỏi thường xuyên của mình, là mình cứ hỏi là tên gì, nhưng mình quên hỏi rằng tại ra mình hỏi cái tên, tại ra mình cũng chấp vào cái tên. Đó. Thế nhưng câu hỏi của con là thầy có cho phép đổi tên không? Thầy đổi thuốc đó, thầy đổi thuốc hết. Vậy là thầy cũng chấp với cái tên vậy? Không phải, tại vì bà con chấp như vậy. Nếu mà thầy mà không có cho họ cái tên mới đó, thì họ bực, họ tức, rồi họ giận, rồi họ bỏ đạo, thì thầy cũng khổ cho họ. À, chấp danh là cái phần mà mệt nhất, chấp danh này. Mà thường thường mình gọi là chấp tướng. Cho nên khi mà cái câu hỏi mà đặt ra hàng ngày á, anh tên gì, chị tên gì đó, thì mình phải nhớ rằng đó, đây là cái phần mà đau khổ của mình. Và tại sao mình tu á, là tu để mà lắng nghe bên sau cái bản mặt đó, lắng nghe cái tiếng nói bên sau cái bản mặt hay là cái tên đó. Và như vậy thì gọi là trong Kinh Hoa Nghiêm gọi là tu thập tín. Kinh Hoa Nghiêm nói cái chữ nghe khó hiểu, nhưng mà Hoa Nghiêm nói khó hiểu đó, bây giờ mình mở ra rồi. Tức là cái hành lắng nghe, cái hành mình tin tưởng vào cái đạo hành người ta, chứ không phải tin tưởng vào cái tên. Tín là cái khả năng mình nhìn xuyên qua cái tên, thấy được cái hành tốt đẹp của người ta và tin vào cái chuyện đẹp của người ta. Lúc nào mình cũng lạc quan cả. Rồi, như vậy là đầu tiên cả. Bây giờ câu hỏi thứ nhì là chị biết là cái gì không? Sau khi mà mình hỏi người ta tên gì, thường thường mình nói chuyện hồi rồi đó, thì mình sẽ hỏi cái gì khác? Làm nghề gì? Chị làm cái nghề gì? Ồ, cái đầu hay. Làm nghề gì hoặc là làm cái gì đó? Ok. Thì cái chuyện đó nghĩa là sao? Ồ, chị làm cái gì? Thì thường thường đó, thì tại sao mà chị tại sao mình rất là hiểu kỳ về cái chuyện làm người ta, vì mình biết người ta nó có cái khả năng gì. Thì thường thường đó, các bạn đều trả lời, dạ tôi làm, tôi làm, tôi về hưu rồi, nhưng mà tôi được con tôi là nó làm bác sĩ là bên Canada, là nó một năm nó làm được 300 ngàn. Đấy. Hoặc là, không, tôi còn bốn đứa con, bây giờ là vô đại học ở trên, thử đứa nào ra bác sĩ, đứa nào ra kỹ sư. Mình muốn nói cái đó. Tức là, mình đâu phải mình nói công việc đâu. Mình nói chuyện của con, mình phải của mình. ý như vậy nghĩa là sao thôi? Tại sao người ta lại nói như vậy? Tức là mình là rơi vào trong cái danh, chấp vào cái danh. Và lý do mình chấp là bởi vì mình cảm thấy mình không bằng người ta. Cảm thấy mình muốn hạnh diện cái gì đó, nhưng mà không biết làm sao mình hạnh diện. Thì mình cũng đừng chấp, các bạn nghe vậy, các bạn đừng chấp khi bạn nghe người ta nói về danh, mà đừng có chấp, đừng có đánh lộn lại với người ta, đừng có chê bai, nghe thôi. Nhưng mà cái hiểu kỳ của mình là tên gì vậy? Và cái hiểu kỳ thứ nhì của mình là mình không biết là người đó làm cái gì. Thành ra là thường thường là mình nên nói ra là mình làm cái gì. Còn nhiều khi các bạn thấy không? Là mình hỏi nhưng mà cái sự khó khăn mình cảm thấy khó không muốn nói. Tại vì giống như thế là mình làm cái nghề thấp quá, thấp hèn quá. Không có nghề nào thấp hèn cả. Nghề nào cũng như nhau cả các bạn. Nghề nào cũng là nghề nào cũng làm việc cả. Cũng như là cái thân thể của bạn, bạn qua cái bộ phận nào là quan trọng. Cái nào quan trọng, bạn này bằng loại cái bộ nào quan trọng, bạn cắt đi, bạn cho thầy đi. Thường thường tụi con bây giờ thì nghỉ hưu rồi, mà khi mà hỏi làm cái gì thì từng con hay, tôi nghỉ hưu rồi mà tôi dạy tai chi, còn con tập linh. Thì thường thường tụi con hay nói thêm vậy. Tại vì giờ mấy người hưu thì miễn có gì làm, không có gì nói thì phải nói vậy. Mà đúng thiệt thầy. Thầy đúng đấy. Thì chị làm như thế chị nói cái đó. Dạ. Yeah. Nhưng mà thường thường các bạn thầy có những cái mà mình khó nói, vì giống như thế là mình bị một cái mặc cảm là mình thua thiệt với người ta, mình không đâu, có đúng bằng. Đúng rồi, lúc đó nói cái đó đâu có mặc cảm đâu. Chị nghĩ cho người ta biết là mình có làm. Thầy tâm nói chị đó, thầy nói tương tương. Như khi mình còn cái mặc cảm nhé. Yeah. Thì như bây giờ đó, thầy đi về nhà gặp anh chị em đang gia đình, đại gia đình của thầy đó. Rồi nếu mà nên hỏi thầy, thầy làm nghề gì vậy? Nhà tôi làm nghề thầy tu. nhưng mà hơi mặc cảm chút, thầy tu, ông ta tu có bằng cấp gì không? Không có bằng cấp gì, có tiền không? Có tiền, có nhà cửa không?
có thể. Nhưng mà các bạn biết không, là cái câu hỏi đó là làm cái gì đó, nhiều khi đó, mình cũng thấy nó cũng tế nhị, là bởi vì đó có nhiều người họ không muốn nói, tại vì họ sợ là nói ra thì người ta chế cười của mình. Cho nên các bạn đừng bao giờ sợ ai chế cười. Làm nghề gì đó, làm cái nghề gì đó thì là mình cứ nói cái nghề của mình, tại vì cái nghề đó nghề nào trong xã hội cũng tốt, nghề nào cũng là số 1 cả, không có cái nghề nào là số 2 cả. Chỉ có cái mặc cảm của mình là bởi vì nhiều khi mình nghĩ là cái nghề mình tiền bạc cũng nhiều thì chừng đó thôi, chứ so sánh như vậy thôi, chứ thật sự đó tất cả nghề đều giống nhau. Thầy nhớ là có một lần có cái bài học rất là hay, là khi mà thầy mới vào trong cái 20 tuổi thôi các bạn, thầy vừa mới đi vào trong cái chùa để mà xuất gia, thì còn một cái em đó em cũng tới mà đi có lẽ đi tới weekend thôi đó, nhưng mà câu chuyện này nó hay, và cùng vì hòa thượng nói một câu rất là hay. Thì khi mà em đi vào đó thì hòa thượng hỏi em, người Mỹ hòa thượng hỏi em đó, là em ở đâu tới, tên gì, em làm gì. Thì nó nói là làm học sinh. Rồi xong rồi đó thì hòa thượng hỏi em ở đâu, gia đình gia thế như thế nào, cha mẹ đó. Thì nó ngồi yên, nó không nói đấy. Thì cái vị thầy bên cạnh đó mới nói với thầy là đây, nhắc em nói đi, nhắc em đòi, tại vì thầy 20 tuổi, em đòi cũng khoảng 16-17 tuổi, nhắc nó nói, là trả lời đi, đừng có im. Thì thầy mới khiêu tay nói, answer please, answer, somebody will translate for you, còn người sẽ dịch cho nó. Thì nó tăng băng hồi nào mới nói, ba tôi vừa mới ở trong tù ra, mà xong là ngồi là khóc. Thì thầy nhìn cái phản ứng thầy soi, họ dịch ra, thầy nhìn cái phản ứng của sư phụ đó, thì sư phụ thầy mới nói chứ, nếu mà ở tù ra thì tốt lắm, là ông sẽ có cái tương lai, ông sẽ làm được việc này nọ. Rồi ngài mới đọc cái bài kệ, nghe nói là những chuyện quá khứ giống như là chuyện đã, ngày hôm qua đã chết rồi, những chuyện trong tương lai là những chuyện của một cuộc đời mới sắp vươn lên. Thì ông đọc xong bài kệ, người ta dịch ra thế này, nó khóc hơn nữa. Thì khi mà thầy về là xong rồi thầy ra, thầy nói chuyện với em là 17 tuổi, thì em nói thế này nè, tôi lúc nào tôi cũng có cái mặc cảm là bởi vì cha tôi ở tù, tôi lúc nào tôi cũng mặc cảm là tôi làm cái gì là cũng không bằng người ta cả. Nhưng mà khi mà tôi tới Phật giáo rồi, tôi nghe sư phụ nói, tôi mới hiểu ra rằng là con người mình vẫn còn hy vọng, và không phải là hơn thua bởi vì cái nghề nghiệp. Thầy mới hỏi nó chứ, hồi nãy chú đó, du đó, nghe xong hòa thượng nói tất cả như vậy rồi thì du thấy cái gì là quan trọng nhất trong cái bài nói chuyện? Thì em đã mới nói, cái chuyện quan trọng nhất chính là làm sao mà mình trở nên helpful, tức là mình có thể làm lợi ích cho những người xung quanh, cái đó là quan trọng nhất. Và như thế đó, thì làm nghề gì hoặc là làm cái gì đó không quan trọng bằng là mình giúp ích những người khác như thế nào. Dạ, con xin phép thầy. Và thưa quý vị, mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download app xuống để quý vị có thể nghe những bài giảng của thầy trong bất cứ lúc nào thì quý vị có thời gian. Và xin quý vị đừng rời chương trình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau phần thông tin thương mại. Xin cảm ơn quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Đối thoại tâm linh với thầy Hành Trường và anh Trâm. Trong cái bài hôm nay là năm cái câu hỏi mà chúng ta thường hỏi, và lý do tại sao mà thầy muốn nói đến cái năm câu đó là bởi vì nó liên quan, nó có thể dẫn đến cái bộ kinh Hoa Nghiêm mà thầy đang muốn giảng đến cho quý vị nghe.
Trước khi vào trở lại chương trình, Trâm Dịch mời quý vị một lần nữa, nếu quý vị có dịp thì vào trong trang nhà thầyhangtrường.com, là vì trong trang nhà đã có rất nhiều tin tức cập nhật hóa bằng tiếng Việt để quý vị có thể theo dõi tất cả những lịch trình sinh hoạt của hội, hoặc là từ bi phụng sự.com đều được hết. Và con xin trở lại với thầy. Thầy kể xong câu chuyện hồi nãy đó, là em đó khi mình nói chuyện với Hòa Thượng Tuyên Hóa xong rồi thì em học được đó, là không phải là đừng nên sợ hãi khi mình nói về cái nghề nghiệp này nghề nghiệp kia, không cán gì hết, mình làm cái nghề gì cũng được cả. Và nhất là quan trọng nhất đó là cái gì vậy, nghĩa là mình giúp được người khác, mình có lợi ích cho người khác, cái đó là cái chủ đề chính, chứ không phải là, tại vì mỗi người mình có cái duyên, mỗi người có một cái học vấn, và mình không bao giờ mình nên có cái mặc cảm nếu mình học không cao, hoặc là nếu mình học có những cái vấn đề trong vòng đường đi học nó như khi cái duyên nó không có, chứ không phải là mình dột nát gì cả các bạn. Mà cái chuyện ở đây là lên voi xuống chó lúc nào vậy, không có cái gì để cho mình phải, nên trong lòng mình lúc nào cũng cảm thấy có mặc cảm. Cái mặc cảm đó là cái mà mình nên hóa giải. Cho nên này, khi mà người ta hỏi bác mình làm cái gì đó thì mình cứ nói thiệt, và mình nên nghĩ thế này nè. Trong kinh điển đó rất là hay, các bác đọc nguyên cả cái bộ kinh Hoa Nghiêm đó, không hề nhấn mạnh tới là phải làm cái nghề gì cho cao cả, có chức vụ gì cho cao, không hề nói. Mà nói thế nào, làm cái gì? Bộ thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Cái đó đó gọi là ba la mật, tức là làm cái gì? Làm giúp đỡ người khác, giúp đỡ chúng sinh. Và như thế đó, khi mà câu hỏi đặt ra làm nghề gì, làm gì đó, thì kinh điển này gọi là cái pháp thập hành. Thập hành là 10 cái hành, hay là nói một cách dễ hiểu đó, đừng có dùng cái chữ hành, đừng có dùng cái chữ thập, mà gọi là hành. Hành có nghĩa là mình nghĩ tới cái chuyện mà giúp đỡ và ích lợi kẻ khác. Thì như bộ thí là giúp đỡ đấy, bộ thí, trì giới cũng là giúp đỡ người ta đấy, mình không hại, không tổn hại người ta. Thành ra đó, khi mà câu hỏi đặt ra đó, thì mình thấy rất là giản dị, làm nghề gì vậy, hay là làm gì vậy? Thì trong nhà Phật, trong kinh Hoa Nghiêm thì gọi là thập hành, đi học đi, làm ba la mật đi, đi giúp đỡ người ta đi. Đấy, cho nên các bạn phải không? Ô, tên gì vậy? Thì trong nhà Phật gọi là tín. Ô, làm chuyện gì vậy, làm nghề gì vậy? Trong nhà Phật mình gọi đó là hành. Thập tín, thập hành. Nhưng mà sau khi thì nói chuyện với người ta hồi rồi thì chị sẽ hỏi câu gì? Ở đâu? Đâu vậy? Nhà ở đâu vậy? Có tới gần gần đấy, tới giúp hồi tiếp viên sự được hay không? Thành ra là cái chuyện mà ở đâu đó, cái nhà ở đâu đó, nó quan trọng vô cùng. Mà cái nhà là gì thưa chị? Nhà là gì? Nhà là nhà. Cái nhà là nhà, cái câu hỏi đó chắc là, câu trả lời đó chắc là siêu việt quá, khó hiểu ghê. Nhà là nhà. Nhà là home. Nhà là cái mái ấm. Yeah. Nó không phải là một cái vật thể mà nó quảng cáo. Cái nhà không phải là một cái building thôi, cái đó là một cái nhà. Đó là cái house. Cái house, đúng, hay. Cái nhà là cái home. Thế nên mình không hiểu được là ý nghĩa là sao. Tới lúc đó đó mình cần hiểu là cái chỗ nào là chỗ mà chị trở về với ấm áp, chị cảm thấy ấm áp. Thì thường thường nó sau một hồi đó thì có người nói không, cái chỗ ấm áp của tôi là cái hồi tôi biết một sự, chỗ ấm áp tôi là cái này cái kia. Thì cái vấn đề đó là vấn đề rất hay, là mình thường thường lúc nào mình hỏi nhà ở đâu và mình chở người ta tới cái nhà, cái house. Nhưng mà ít khi nào đó mà từ người ta giới thiệu cho mình đó, cái home của họ. Cho tới lúc nào đó mà người ta quen và thân với mình rồi đó, thì người ta mới đem mình vô trong cái home. Mà chỉ biết đệ tử của thầy đó, cái mái ấm. Cái mái ấm. Đệ tử của thầy đó, có nhiều người đó, họ làm việc sát cánh với thầy mười mấy năm, ngồi trên TV đó, nhưng mà họ không bao giờ mời thầy về cái mái ấm hay về nhà của họ cả. Như thế không? Hay chứ? Chị tin nhiều nữa không? Không hề được mời về nữa. Là bởi vì sao? Bởi vì té ra đó, cái nhà, cái mẹ ấm đó là một cái chỗ mà mình gọi là privacy, một chỗ mà cái nó rất là cá nhân. Mà nhiều khi mình không có thể để một cái người nào xa lạ đi vào. Và thầy thường thường là cái người rất xa lạ, để tự ý khi nào mời thầy về đó, nó không có đâu. Thầy sợ. Hả? Thầy sợ thầy. Và đồng thời thầy cũng làm một cái policy rất là quan trọng, một cái chính sách rất là quan trọng, tức là thầy không đi tới nhà
của đệ tử, của những cái người mà tài gia, tại vì thầy không có cái thói quen đó. Và trừ ra những cái có những cái chuyện đặc biệt, thí dụ như là đám tang này nọ thì thầy tới, chứ còn thầy bình thường thầy cũng có cái policy thầy không tới. Trừ ra phải thân thuộc lắm đó, thì thầy mới tới. Cho nên ấy, cái nhà đó là cái mẹ ấm, mà cái nhà cũng gọi là cái tâm thức riêng tư của mình. Chưa thầy hay không? Bởi vì vậy cho nên ấy, trong Kinh Hoa Nghiêm đó, thì họ gọi cái nhà đó đó, cái mẹ ấm đó đó, họ gọi một cái chữ gọi là trù. Trù á, cái chữ trù nó hay lắm các bạn. Trù là viết mà bằng một cái chữ nhân, bên này là cái chữ chủ. Chủ, cái chữ chủ đó, cái người, cái chữ nhân là người, người mà là chủ đó thì tức là trụ. Vì cái nhà của chị đó thì chị làm chủ đúng không? Mà chị làm chủ tức là chị trụ ở đó. Cho nên đó, cái nhà này đó thì mình gọi là trụ, tức là cái home của mình, tức là cái mái ấm của mình. Và vì vậy cho nên đó, khi mà chị nói chuyện với người ta đó, thì hỏi người ta tên gì rồi, thì nói chuyện thì biết họ làm gì rồi, nhưng mà thường thường chị không có hỏi là nhà người ta ở đâu liền. Sau khi 2-3 lần nói chuyện đó, làm việc chung với nhau 4-5 lần rồi đó, thì chị mới nói ô nhà bạc ở đâu vậy, con chở bạc về nhà, ví dụ như vậy đó. Đó là cái văn hóa của người Mỹ, người ngoại quốc bây giờ ở đây như vậy. Thầy không biết là Việt Nam mình sao? Cũng vậy đó thầy. Tức là mình không có đường đột hỏi họ là cái nhà ở đâu. Và đồng thời đó, mình mới từ từ mình mới hiểu ra đó, là cái mái ấm của họ đó, họ không có tùy tiện mời mình tới. Họ chỉ mời mình tới khi mà mình thân đủ với họ thôi. Và vì vậy cho nên đó, cái tâm thức đó là cái tâm thức mà Kinh Hoa Nghiêm gọi là cái tâm thức vị tha. Cái tâm thức vị tha là cái tâm thức đó mà mình và người gắn liền với nhau thành một cái khối. Thì tức là khi mà gọi là thập trụ, trụ là cái gì đó, trụ là cái nhà đó, cái nhà, cái mái ấm đó, tức là cái tâm thức của mình đó, lúc nào mình cũng còn nối kết về người này người nọ. Cái mái ấm của mình đó không thể nào đơn độc một mình gọi là mái ấm đó, tức là mình phải có mình với cha, với mẹ, với anh, với em, với này nọ. Thì trong Kinh Hoa Nghiêm nói là đó là gọi là thập trụ đó, tức là mình phải có cái mái ấm, mà có cái mái ấm tức là có cái tâm thức vị tha. Nếu mà có mái ấm đó, tức là phải có tâm thức vị tha. Tâm thức vị tha là tâm thức vì người khác. Nếu không có vì người khác đó, thì làm sao mà người ta ở với mình được. Cho nên đó, tại ra trụ có nghĩa là tâm thức vị tha. Cho nên khi mà mình gọi là tu cái pháp thập trụ hay là tu cái trụ đó, thì tại ra tu cái tâm thức vị tha rất dễ hiểu vô cùng. Chị thấy không? Thì bây giờ đó, chị nhưng gặp mà người con ta, nghĩ thì như là bất cứ cái thập nào cũng có thể liên quan đến cái chữ là tâm thức vị tha hết chứ. Thí dụ như là nếu mà nói về cái, nhưng mà nó không phải là cái nhà của mình, nó không phải là cái chỗ để mà mình dựa vào, mình trụ vào, mình làm chủ được. Cái tâm thức là cái chỗ mình làm chủ. Tức còn cái hành là cái chuyện mình làm ở ngoài này, mình làm cái này, làm cái kia cho người ta này. Nhưng mà mình ở trong cái chỗ, cái nhà nào vậy, thì mình ở trong cái nhà, người tu cái nhà của mình gọi là vị tha. Rồi mình tên là gì vậy? Mình tên là cái đức hạnh của Phật. Rồi mình làm cái gì vậy? Mình làm cái ba la mật, mình là giúp người. Đấy. Thế nên những cái chuyện đó đó là những cái chuyện bình thường nhất của con người của mình. Cho nên các bạn đừng coi Kinh Hoa Nghiêm là nó khó hiểu. Khi mà người nào nói Kinh Hoa Nghiêm khó hiểu là bởi vì họ chưa có đọc. Chưa có hiểu. Không, gọi là chưa đọc. Tại vì nếu thật sự đọc đó, thì mình phải lắng tâm vào trong cái chuyện mình đọc để mình hiểu nói cái gì chứ. Thế còn nếu mà đọc như con vẹt mà đọc qua một cái thì không gọi là đọc được. Cái đầu gọi là mình tùng. Còn khi mình đọc đó, là mình phải hiểu. Còn tùng là khác, tùng là không cần biết ý nghĩa gì, mình cứ tùng. Thế nếu mà thật sự đọc Kinh Hoa Nghiêm thì rất là dễ hiểu, không có khó. Tín tức là biết cái tên thiệt của mình. Tên thiệt của mình là đức hạnh, chẳng vậy? Cái tên thiệt của mình là cái bản mặt bên ngoài. Hạnh là cái gì? Là cái việc làm của mình. Cái việc mình làm đó là nó lúc nào nó cũng tốt lành cả. Ba la mật, đó, việc làm.
Rồi trụ là cái gì? Trụ tức là cái chỗ ở của mình. Chỗ ở của mình là đâu vậy? Cái mái ấm mình ở đâu vậy? Tức là cái tâm thức vị tha. Mình ở trong cái nhà vị tha cho nên mình làm cái ba la mật. Và cái tên của mình là cái đức hạnh mình nội tại trong này, chứ không phải là tên là cái chuyện cái mặt bên ngoài. Đấy. Tức là mình có ba câu hỏi rồi, ba hay bốn rồi. Ba rồi. Ba. Đấy là gì vậy? Làm cái gì vậy? Ở đâu vậy? Ừ. Bây giờ cái thứ bốn đó, cái này mới hay. Cái này đó, sau khi mà chị sống với một người nào một hồi rồi đó, có thể sống với người phối ngẫu. Anh em trong nhà mình đó, thường thường mình đặt câu hỏi đó. Ủa? Sứ mạng của chị là cái gì vậy? Sứ mạng của anh là gì vậy? Sứ mạng của em là cái gì vậy? Sứ mạng của cái người phối ngẫu là cái gì vậy? Nhưng chữ sứ mạng nó có vẻ to lớn đúng không thầy? À, đúng. Thế nên khi mà hỏi về thì người ta giật mình, hỏi cái sứ mạng tôi làm gì có sứ mạng, cái gì mà sứ mạng đâu. Dạ, yeah, đâu có ai nghĩ đến sứ mạng của đấy, mình đâu. Khổ thế đó. Mơ ước của mình hay là mộng của mình hay là... Nhưng mà khi mà chị vô làm việc trong công ty đó, thì cái công ty đó là cái chuyện đầu tiên cả một công ty mà khi mà nó thuê chị làm đó, nó nói như này này. Cái sứ mạng của cái công ty này là như thế này này. Cái đó gọi là mission and vision. Đó là cái chuyện mà đầu tiên đó. Tại vì khi mình vào công ty này mình không biết là cái công ty nó đi hướng về đâu đó. Thì làm sao? Thì bây giờ thay vì hỏi là sứ mạng thì thường thường mình hỏi cái đời mình hướng cái đời đó mình muốn cái gì, cuối đời mình muốn cái gì. Đó là dễ hiểu hơn. Dạ. Muốn cái gì vậy? Thì như khi chị nói chuyện vậy, em chị nói ô tao muốn tiền thôi, tôi muốn tiền cái giàu thôi. Cái hướng đi là như vậy đấy. Ồ, thầy nhớ lúc mà có người có ông thầy ông bô ông tu mà sư phụ thầy hỏi con muốn cái gì vậy? Con muốn xây chùa, con muốn có cái chùa lớn, con muốn được vài ba cái chùa lớn và được nổi danh nổi tiếng làm cái người hoàng pháp. Sư phụ thầy ông cười 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 ông không nói gì cả. Ông không nói gì trơn đấy. Ông hỏi mấy thầy kia là mấy thầy nghĩ sao vậy, các con nghĩ sao? Thì có người nói hay, mình phải làm có tên có tuổi cái này nọ. Có người nói cái này đúng là insecure, không có cái lòng vậy. Nhưng mà cái chuyện đó là mỗi người một cái xu hướng, thì cái xu hướng đó nó từ từ nó trở thành cái sứ mạng. Khi mình làm cho người khác không làm cho mình làm cho chúng sinh, mình không làm để cho cái bản mặt của mình, thì cái đó trở thành sứ mạng. Nếu mình làm cái chuyện gì đấy mà nó thật sự là ích lợi người khác và nó có một con đường dài để mà nó làm cho bao nhiêu cái chuyện cuộc sống mình đó, nó gom lại đó, thì đó là sứ mạng. Còn lần nữa thì là người anh của thầy nói với thầy á, khi mà có cái sứ mạng đó thì everything fall into place. Thầy ngạc nhiên thầy nhìn ông á, nó tại ông cũng biết chuyện đó à? Thầy tưởng là chỉ có người tu mới biết á, không, ông là không. Thì đó là common sense. If you don't have a mission, you don't know where you go in life. Rồi nghe giật mình luôn. Thì tệ ra đó, cái văn hóa mà của người Tây Phương thì họ rất chú trọng tới cái mission statement, cái mission. Nhưng mà nếu mình không chú ý tới thì bây giờ mình nên chú ý tới là con đường mình, đường đời của đời mình đi về đâu. Thì bây giờ có nhiều bạn vô và hỏi với thầy, thưa thầy, con tu như vậy đó, con có về được cực lạc không? Thì thầy hỏi bác, con nghĩ tới cái chuyện mà đi về cực lạc đó là con đường mà cứu cảnh của bác, cái hướng đi đó có phải bác muốn hay không? Yes, thì đó, lo tu theo con đường đó, tu niệm Phật đi. Nhưng mà có bạc là thưa thầy, con muốn từ đây con còn 20 năm thôi, thì con chỉ muốn làm sao mà con tu để mà con lúc nào cũng giúp đỡ người khác, con không còn muốn lên cực lạc, nhưng mà hay mà con đầu thai hoặc là con đi vãng sinh whatever đó, thì con tiếp tục con giúp người khác, giúp đời. Đó là con đường Bồ Tát, tức là cái sứ mạng đấy. Nhưng mà thường thường mình dùng cái chữ sứ mạng người ta không hiểu. Nhưng mình hỏi chỉ muốn cuối cùng cứu cảnh, chỉ muốn tới đâu đó. Thì trong khi Hoa Nghiêm nó tập gì rồi? Hồi hướng à. Hồi hướng có nghĩa là cái con đường cuối cùng mình đi về đâu đó. Đi về đâu, hướng về đâu. Sứ mạng là gì? Tức là cái cứu cảnh của mình tới đâu rồi, cứu cảnh đi tới đâu. Mà cứu cảnh đi tới đâu này đấy, tức là mình hỏi là khác. Cái sứ mạng của mình phải là giúp gì cho người vậy khác, phẩm thầy. Thì mình đi thành tựu người ta, sứ mạng của mình là mình giúp cho người ta, mình sứ mạng mới có nhiều chuyện lắm. Sứ mạng của mình là cái gì vậy? Thế nên cái này nó có nhiều chuyện chứ không phải là chỉ có một chuyện.
Thành ra đó, sự mà của mình là nhiều khi là mình phải đi làm cho người ta học cho được kinh Hoa Nghiêm, mình giải được kinh Pháp Hoa, mình làm sao cái sứ mạng mình làm cho tất cả mọi người. Thí dụ như có những người họ có cái sứ mạng rất là hay, họ làm sao cho tất cả những cái người đó mà homeless đó, trong vùng Anaheim hoàn toàn biến mất. Có những người họ có cái sứ mạng là họ sẽ làm sao mà cái nạn đói ở trên New York không còn nữa. Rồi thầy có quay một cái sứ mạng của một cái nhóm người đó, là họ sứ mạng của họ là làm sao mà không còn cái người mà refugee, người tị nạn ở bên miền Nam Âu Châu nữa. Nó có những cái sứ mạng độc đạo lắm. Cho nên đó, là cái cứu cảnh, cái con đường của mình là cứu cảnh tới đâu, chỗ nào mình muốn làm cái gì trong đời của mình. Thì từ từ lúc đầu đó, mình có lẽ là mình không nghĩ tới cái chuyện đó đâu. Nhưng mà nếu mà mình càng tu, mình càng sống thì mình sẽ càng thấy rất là quan trọng. Phải có một cái hướng đi từ đây cho tới cuối đời. Bây giờ mình còn cái câu hỏi thứ năm thì mình chờ cái lúc khác mình nói. Rồi mình tiếp theo một cái dàn khác. Nhưng mà thưa bác đó, nếu cái bác nghe thì cái bác thấy đó, câu hỏi rất là bình thường. Tên gì vậy? Làm cái nghề gì vậy? Làm cái gì? Hay là làm nghề gì? Nhà ở đâu vậy? Và cuối cùng của cứu cảnh của đời mình, đời cái đời của bác, đời bạn đi tới đâu? Chỗ nào vậy? Những cái đó là những cái thực tế đó mà mình gặp, mình nói chuyện hàng ngày. Và trong kinh Hoa Nghiêm ấy, thì nó nói bằng cái những cái chữ đó mà các bạn phải đọc đó, bạn mới hiểu. Chứ các bạn tùng thì bạn không hiểu. Đọc là cái gì? Nếu mà không gọi là cái tên là gì thì gọi là thập tín. Mình ở đâu thì gọi là thập trụ. Mình làm cái gì hoặc làm nghề gì thì gọi là thập hành. Và con đường mà cứu cảnh, cái hướng đi của mình, cái sứ mạng của mình gọi là thập hồi hướng. Lần sau, tuần sau thầy sẽ giảng cho bạn nghe về thập địa. Cái đó là hay nữa. Đấy, năm câu hỏi là. Nhưng mà tạm thời ngày hôm nay bốn câu hỏi như vậy là cũng rất là dễ thương, đúng dễ thương rồi. Từ cái chuyện khó hiểu đó đấy mà làm cho các bạn thấy nó dễ hiểu. Và thấy là kinh điển đó là những cái chuyện bình thường vô cùng, nhưng mà họ dùng những cái ngôn ngữ mà văn hóa mà thôi. Đó. Chứ còn những cái chuyện đó là mình thấy hàng ngày. Cảm ơn thầy. Và một lần nữa mời quý vị vào trang nhà từ bi phụng sự app.com download app xuống để quý vị có thể học hỏi tất cả những cái bài giảng của thầy bằng tất bần cái lúc nào trong một ngày. Và mời quý vị vào trang nhà thầyhangtruong.com hay là từ bi phụng sự.com để xem những sinh hoạt của hội. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình hôm nay và mong gặp lại quý vị vào tuần tới. Chân xin kính chào quý vị khán giả.